Xin chào anh em đã quay trở lại TNC Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chiếc màn hình mà nếu như nói đến thương hiệu của nó thì chắc chắn rất nhiều anh em ở đây sẽ nghĩ đến những chiếc màn hình gaming giá rẻ. Nhưng mà hôm nay sẽ là một chiếc màn hình đến từ HKC nhưng lại không rẻ cho lắm, với mức giá 8.888.000 đồng. Vâng, khá là đẹp với cái tư tưởng quan niệm phương Đông đúng không ạ? Số 8 là phát. Thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình như thế nào với một cái thương hiệu đã có cái bề dày lịch sử, mặc dù thực tế là nó hơi mỏng lắm nhưng mà vẫn là cái lịch sử của thương hiệu này gắn với những chiếc màn hình giá rẻ. Vậy thì khi mà họ đã làm một chiếc màn hình với giá cao như vậy thì nó sẽ còn tuyệt vời hơn cả những chiếc màn hình khác như thế nào? Đầu tiên anh em có thể thấy ngay ở đây một con số, đó là 240Hz. Nếu như mà nói về tổng thể cái hộp này ấy, thì đã khiến mình nghĩ ngay đến những cái sản phẩm cao cấp của Razer. Anh em đều biết cái thương hiệu Razer đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những chiếc hộp sản phẩm với hai màu, đó là đen và xanh neon, rất là nổi bật. Đấy, thì HKC chiếc màn hình này cũng vậy luôn, trông khá là hay ho đấy. Tiếp theo nữa, chúng ta có ảnh của chiếc màn hình ở đây. Chúng ta có tên mã là HKC M25G6F2. Thì con số 25 ở đây thì có nghĩa là 25 inch. Thực ra là nó là 24.5 inch, nhưng mà thôi cứ làm tròn lên 25 đi. Màn này cũng thế, cũng vậy luôn. Chúng ta sẽ có hình ảnh của mặt sau cái màn hình. Thì mình sẽ nói luôn về thiết kế một cách tổng thể nhất. Thì chiếc màn hình HKC này chúng ta sẽ có một thiết kế rất cơ bản, nhưng mà nếu anh em nhìn kỹ thì nó lại rất là gaming. Và đây là một chiếc màn hình giá rẻ mà mình cảm giác là nó không toát lên cái vẻ là của một chiếc màn hình giá rẻ. Nó vẫn có sự trau chuốt, vẫn có những cái sự rất là cao cấp. Và đặc biệt nhất, điểm mà mình thích ở chiếc HKC này ấy, nó là nó không có chi tiết thừa nào cả. Nếu anh em nhìn vào phía mặt trước này thì chúng ta sẽ thấy một cái phần viền phải nói là rất là thời thượng hiện nay, đó là viền siêu mỏng không viền, hay còn gọi là màn hình tràn viền ấy. Tuy nhiên thì cái cạnh đáy của chiếc HKC chúng ta vẫn sẽ hơi dày lên một chút với logo HKC ở đây, và vẫn theo cái quan niệm của mình đó là nó hơi kém sang, giống như chiếc màn hình King Light ấy, cái logo ở dưới nó hơi kém sang tí. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có logo màu xanh lá cây, thiết kế cũng khá là đơn giản và nhìn nó cũng không gọi là quá là rẻ rúng cho lắm. Đặc biệt nhất ý, là ở phía chân đế của nó. Nếu anh em sử dụng những chiếc màn hình Asus ROG ấy, thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có một cái đèn chiếu xuống logo ROG rất là ngầu. Và HKC cũng có một cái đèn tương tự như vậy luôn. Tuy nhiên thì khác với cả cái đèn chân đế của Asus, chúng ta sẽ có một cái đĩa rất là to và anh em thậm chí có thể tự thoải mái sáng tạo những hình ảnh mà nó chiếu xuống ở đấy. Thì HKC chúng ta sẽ được chiếu qua một cái thẻ nó nhỏ xíu như này thôi, bé tí, bé hơn cái đầu ngón tay của mình, chắc bằng ngón tay út đấy. Thì cái này nó sẽ hơi hạn chế một chút cho những anh em nào muốn kiểu độ chế hay là chiếu những cái hình ảnh khác qua cái màn hình này đấy. Và khi mà tháo ra anh em sẽ thấy là nó sẽ có một cái đèn sáng quắc ở đây là màu trắng, nhưng mà qua cái tấm filter này nó sẽ chiếu ra màu xanh lá cây. Nhưng mà không sao, anh em nếu như mà không thích cái logo HKC ở dưới chân đế này thì hoàn toàn có thể tắt đi bằng một cái nút bấm ở chân mà. Vậy là xong. Nhân tiện nói đến nút bấm thì toàn bộ hệ thống điều khiển của chiếc màn hình này sẽ được đặt nằm ở cạnh đáy, lệch về bên phải. Và theo mình ý, họ cũng có một cái sự rất là thông minh khi mà thiết kế cái nút bấm này. Lúc đầu mình tưởng là nhà sản xuất họ in lệch cơ, tức là những cái ký tự in ở đây và giống với cả những nút bấm thì nó sẽ vào kẽ ở những nút đấy, nó hơi lệch lệch, nó không thẳng vào những nút đấy. Đâm ra là lúc mình tưởng là mình sẽ khó định vị được những nút bấm, nhưng mà thực tế lại rất là dễ. Bởi vì sao? Nếu như anh em ngồi chính giữa cái màn hình này thì cái góc nhìn anh em nó sẽ hơi chéo ra vào những nút này, và khi mà chéo như thế thì đúng chéo của cái hình in ở trên này sẽ ra cái nút ấm đấy, khá là hay. Lúc đầu mình tưởng in lệch, in lỗi, hóa ra lại cũng là có một ý đồ nhà sản xuất rất là tinh tế. Vâng, một cái màn hình giá rẻ. Đã nói đến cái nút bấm rồi thì mình cũng tiện thể mình bật luôn cái OD này lên. Thì anh em sẽ nhìn thấy cái bảng điều khiển của chiếc màn hình này, nó sẽ là màu xanh, nó không bị rẻ tiền chút nào, nó nằm ở chính giữa. Bình thường nhiều màn hình nó sẽ nằm ở góc dưới này, nhưng mà họ đặt lên chính giữa, nó màu xanh, giao diện cũng khá là đẹp. Và quan trọng nhất ý, là chiếc màn hình này hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt anh em ạ. Vâng, bằng tiếng Việt, cho nên chúng ta sẽ rất dễ dàng trong quá trình sử dụng. Và nghiên cứu sâu hơn vào cái những cái tùy chọn của chiếc màn hình này thì sẽ có cái chế độ đồng bộ tự do, tức là FreeSync ý, nhưng mà dịch ra tiếng Việt kiểu Google Translate nó ra là đồng bộ tự do.
thì tức là chiếc màn hình chúng ta sẽ hỗ trợ FreeSync. Nếu như mà bật cái tính năng FreeSync này lên thì anh em sử dụng card AMD sẽ rất là thoải mái để mà có thể quẩy với cái những hình ảnh rất là mượt mà, trong khi là nó không hề bị cái hiện tượng là rách hình. Và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có những cái chế độ khác như là làm sáng vùng tối. Đây cũng là một cái tính năng rất hay dành cho những anh em mà chơi game bắn súng FPS ấy. Thì khi mà cái vùng tối của màn hình được làm sáng lên như mình đã nói trong cái video mà giới thiệu cái màn hình Kingline ấy, thì là anh em có thể dễ dàng quan sát được những góc tối hơn, kẻ thù mà trốn ở trong góc dễ bị phát hiện hơn. Gia tốc OD rồi gì gì đấy, tăng màu này, cấp độ 1, cấp độ 2. Thì cái tính năng tăng màu này cũng rất là hay. Nó sẽ khiến cho cái màn hình này mang lại cái độ no màu cao hơn và cảm giác nhìn sẽ nịnh mắt hơn, mặc dù là bản thân nó ở cái chế độ sử dụng bình thường theo mình đánh giá đã là rất nịnh mắt rồi. Và quan trọng nhất ý, là chúng ta với 8.800.000 anh em có được một cái màn hình có HDR nhá, mặc dù nó chỉ là Full HD thôi nhưng mà chúng ta có công nghệ HDR ở đây và mình sẽ bật thử lên. Anh em đang nhìn thấy cái quang cảnh trong game mình đây đúng không ạ? Và khi mà mình bật HDR lên này, anh em sẽ thấy chỗ này đang sáng này, xong rồi chỗ này nó tối om này, bật lên phát này. Uấy, anh em thấy không? Gần như là những cái chi tiết ở cái vùng tối này nó đã nó rõ ràng hơn, dễ nhìn thấy hơn và vùng sáng nó vẫn rất là ngon lành. Vâng. Chứng tỏ HDR là có thật chứ không phải là một cái tính năng mà họ cho vào cho nó vui mà không làm gì được nhiều. Hỗ trợ gaming thì cũng có tâm ngắm giữa màn hình hay là cái đồng hồ đếm giờ đó, cái tâm ngắm này. Nhưng mà mình không dùng lắm cho nên mình sẽ tắt nó đi. Mình chơi game chặt chém mà. Nói thêm về cái màn hình này thì về tấm nền của nó sao? Nhiều anh em rất quan tâm đến cái tấm nền của một chiếc màn hình mặc dù nó là màn hình chơi game. Thì mình chia sẻ với anh em nó là sử dụng tấm nền TN đấy. Vâng, tấm nền TN. Và nó là AUOTN giống như là cái màn hình Kingline 144Hz mà hôm trước mình đã giới thiệu anh em. Tuy nhiên là tấm nền TN này cũng được căn chỉnh, được tuning cực kỳ là tốt. Và lý do tại sao mình giới thiệu cái màn hình HKC này mình lại phải đặt thêm một cái màn hình Dell U2419H ở bên cạnh. Vâng, nếu như mà anh em làm đồ họa, làm thiết kế thì anh em biết đấy, là những chiếc màn hình Dell UltraSharp nó sẽ là những chiếc màn hình gần như kiểu như là chân lý của những người làm thiết kế. Và mình sẽ đặt nó ở đây để lát nữa anh em chúng ta cùng xem là cái khả năng hiển thị của hai em mình như thế nào. Bây giờ hãy nói trở lại với chiếc màn hình này. Thì rõ ràng là với tấm nền TN nhưng mà nó là AUOTN thì cái góc nhìn đã được nâng cao rất là đáng nể luôn. Mình không thể tin nổi là một cái màn hình sử dụng tấm nền TN lại có một cái góc nhìn tới 178 độ. Dĩ nhiên rồi, góc nhìn thì nhìn được nhưng mà màu có sai lệch không thì đấy lại là chuyện khác. Nhưng mà theo cảm nhận của mình thì không thay đổi quá nhiều và như vậy là khá là tốt rồi. Tuy nhiên thì cái nhược điểm chí mạng vẫn là cái góc nhìn trên dưới mà thôi. Nếu như mà anh em nhìn từ trên xuống thì nó sẽ bị ám vàng và hồng khá là nhiều. Nhưng mà tất nhiên rồi, mấy ai chơi game như thế này đâu, đúng không? Đó, mình thấy nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta phải đánh đổi, nhưng mà bù lại chúng ta có một màn hình có khả năng hiển thị màu sắc rất là ngon. Quay trở lại thiết kế, lật ra mặt sau thì anh em sẽ thấy là cái chân đế của cái màn hình này cũng có thể nói là khá sáng tạo. Mặc dù là một hãng giá rẻ nhưng mà họ đã đầu tư vào cái khâu thiết kế mà theo mình là một sự đầu tư rất là thông minh và chính đáng. Bởi vì sao? Cái chân đế của chiếc màn hình HKC này nó có khả năng nâng hạ nhá. Chúng ta sẽ không có khả năng xoay hay là xoay ngang hay là xoay dọc, nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng thay đổi góc độ ngửa như này để trong trường hợp mà anh em chơi game ở tư thế đứng như này chẳng hạn, anh em có thể ngửa lên để nhìn mà không bị sai màu sắc quá nhiều. Đấy cũng là một cái điều rất là hay. Và ở đây khi mà mình đã ngửa cái màn hình ở cái cao độ này lên rồi, anh em có thể nhìn thấy là cái chân đế ở dưới này nó khá là đẹp với cái phần này. Đây là một cái miếng ốp vào nhé. Và khi mà tháo miếng ốp này ra, anh em sẽ thấy ở trong là cái bộ khung bằng gang. Vâng, rất là nặng và đầm. Cái chân đế này cũng được làm dạng chữ V cho nên là trông cũng rất là thẩm mỹ, nó không bị rẻ tiền và độ vững chãi thì cũng rất là tốt. Nhưng mà cái chân đế chỉ là một phần thôi. Cái điều mà mình ấn tượng nhất ở mặt sau của em màn hình này chính là cái hai cái hàng đèn LED RGB được tạo ra thành hình hai cái cánh chĩa sang hai bên, rất là đẹp. Mình không nghĩ là một cái màn hình đến từ một cái hãng mà đã gắn liền với những cái sản phẩm giá rẻ lại có thể làm được một cái màn hình nó trông ngon nghẻ đến như thế. Cũng là một cái điểm tốt. Và nhìn ở mặt sau cũng lại là một cái điều tốt nữa khi mà HKC họ đã vận dụng rất là khéo léo những cái chi tiết kiểu mặt phẳng này, những cái đường cắt chéo nó rất là cứng cáp và đậm chất game mình, đặc biệt là khi mà thêm một cái đèn RGB như thế nữa. Rồi, về thiết kế thì là như vậy. Về mặt kết nối thì anh em sẽ có một cổng USB 3.0 upstream Type-B và hai cổng USB 3.0 để anh em có thể kết nối những thiết bị như là USB hay là bàn phím chuột. Và
đó là Type A. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai cổng HDMI và một cổng DisplayPort nữa. Dĩ nhiên rồi, chúng ta cũng có thêm cả một cái cổng để xuất tai nghe 3.5mm và một cái cổng để cấp nguồn adapter. Thì adapter màn hình này cũng khá là nhỏ gọn, tuy nhiên thì theo cái quan điểm cá nhân mình là mình không thích những cái màn hình sử dụng adapter cho lắm, bởi vì nó thêm một cái cục nó rất là rối, mình không biết nhét nó vào đâu cả để mà cái DJ nó gọn. Thà rằng cứ một cái dây nguồn nó to một tí, cùng lắm bằng ngón tay út gì, nhưng mà chúng ta sẽ còn gắng hơn. Nhưng mà không sao, đó là cách sử dụng của mỗi nhà sản xuất. Bù lại chúng ta sẽ có một cái màn hình như này. Tuy nhiên cái điểm mà khuyết điểm lớn nhất mà mình đánh giá ở cái chân đế cũng như thiết kế của màn hình này nhìn chung khá tốt rồi, nhưng khuyết điểm lớn nhất đó là nó không có cái lỗ DJ ở trên chân màn hình, khiến cho là nếu như mà anh em muốn DJ nó gọn ấy, chúng ta phải vắt nó lên hay là vắt nó sau nhìn nó vẫn khá là rõ, anh em có thể nhìn thấy qua video đúng không ạ, và không có chỗ nào để mình bấu víu vào cho nó gọn cả. Đây cũng có thể coi là một cái điểm trừ. Rồi, bây giờ sẽ là cái phần mà anh em quan tâm nhiều nhất, đó chính là cái khả năng hiển thị màu sắc của nó. Và như mình đã chia sẻ khi nãy là chiếc màn hình này có hỗ trợ HDR đúng không ạ? Và nếu như mà anh em nhìn kỹ vào đây thì chúng ta sẽ thấy là cái màu sắc của chiếc màn hình này so với chiếc màn Dell U2419 nó sẽ có một cái sự... Đấy, khi mà anh em nhìn kỹ vào đây chúng ta sẽ có thể thấy ngay một cái điều, đó là khi mà so sánh cái màn này với cả Dell U2419 ấy, đó là HKC chúng ta nó có một cái độ no màu cao hơn. Rõ ràng rồi, nó sẽ có một cái độ nịnh mắt nhất định, nhưng mà nếu như mà nói về cái độ chính xác về màu sắc, anh em có thể thấy màu đỏ, đỏ da đỏ, nó không hề bị ám hay là bị lệch màu quá là nhiều. Cái này sẽ rất khó để nói nếu như mà mình không có một cái màn hình mà có thể coi, tạm coi là chuẩn màu ở bên cạnh để mình so sánh trực tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đã dễ hơn rất nhiều khi mà mình có chiếc màn Dell U ở đây. Đấy, anh em có thể thấy màu vàng cam đúng không ạ? Sang đây cũng là vàng cam. Tuy nhiên cái điểm lợi hơn ấy, ở những cái màn hình gaming ấy, nó là sẽ có một cái độ nịnh mắt nhất định, và anh em có thể thấy là khi mà màu sắc sang đây nó cảm giác nó no hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên rồi, vẫn có điểm yếu của nó, đấy là cái dynamic range nó thể hiện không thể nào tốt bằng một cái màn hình chuyên thiết kế được. Nhưng mà bù lại chúng ta vẫn có một cái màu rất là ổn, và quan trọng là cái độ tương phản. Thì nếu như anh em làm thiết kế hay là anh em làm âm thanh, làm nhạc, thì anh em sẽ thấy là những người làm âm thanh, làm nhạc hay sử dụng cái loa gọi là loa toàn giải ấy, thì cái loa đấy nếu như mà để những người bình thường như mình hay là rất nhiều anh em khác nghe, nó sẽ rất là bị chán ấy. Âm thanh kiểu nó cái gì chi tiết độ rất là cao, nó rất là khó tả. Nhưng mà chúng ta vẫn thích nghe những loa nào mà bass đập uỳnh uỳnh đúng không ạ? Thì màn hình cũng vậy, dân thiết kế bao giờ cũng thích những cái màn mà màu nó chính xác, bão hòa vừa phải, rồi cái gì nó vừa phải, contrast vừa phải, nó không quá là gắt như bên này. Nhưng mà bù lại anh em gaming thì lại cực kỳ thích những cái màn hình nó như thế này. Anh em nhìn nhá, những cái màu sắc ở góc này này, màu tím, màu xanh dương, màu vàng, màu đỏ, nhìn rất là no đúng không ạ? Sang bên này trông nó khác hẳn, mặc dù nó vẫn là màu đỏ, độ chính xác rất là cao. Thật là khó để có thể chia sẻ với anh em qua cái video như này, nhưng mà cảm giác mình nhìn trực tiếp nó là như vậy. Và với mức giá 8.800.000 đồng thì mình nghĩ là nó hoàn toàn xứng đáng cho một chiếc màn hình mà nếu như mà những cái thương hiệu lớn khác ấy, có thể anh em sẽ chỉ mua được một trong những cái tính năng của nó thôi, ví dụ như là 240Hz hoặc là màu chuẩn, thế thôi. Chứ còn với HKC chúng ta có được cả hai màu đẹp và 240Hz. À đấy, 240Hz của nó phê cực kỳ luôn. Nếu như mà anh em bảo là màn 60fps đã là kiểu 30fps đã là giới hạn của con người, không thể nào phân biệt được cái sự chuyển động với cả ảnh tĩnh nữa rồi. 60fps đã là mượt lắm rồi, 144Hz đã là chuẩn của game bắn súng rồi. Nhưng mà anh em hãy thử chơi 240fps đi, nó khác hẳn luôn. Rất là khó để diễn tả cái đó. Nhưng mà cái độ mượt 144Hz đã phê rồi đúng không ạ? 240Hz anh em sẽ thấy cái sự khác biệt đó. Và đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em qua video ngày hôm nay. Anh em nghĩ sao về chiếc màn hình HKC này? Liệu rằng HKC có còn là một thương hiệu giá rẻ và cổ rẻ cổ hôi nữa hay không? Hay là đã là của đắt nhưng mà sắt ra miếng? À không, hơi rẻ. À không, hơi đắt. Hơi đắt thôi nhưng mà vẫn sắt ra miếng. Anh em hãy chia sẻ suy nghĩ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video review màn hình tiếp theo. Bye.